Ok rồi mọi người, bây giờ là các bạn ấy đã thu hoạch xong rồi đây. Giờ chúng ta đi vào. Cuida đuối vai cây. Cái đấy đầy quá, cái sổ đấy chậu đấy đầy quá. Chờ chồng ấy. Đông ơi. Antonio chưa về à? Antonio chưa về à? Hả? Maxi, Maxi. Cái gì ấy Quỳnh? Hả? Chào em, chào em. Làm sao? Tóc mới. Nelson do me por qué? Nelson do em tí. Hả? Hả? Por qué Nelson do me? Bebe muy tu, Nelson. À đấy, à. Chết. Rồi. Bebe on the alley. Ele foi ali baixo outro bebê. Ele foi no puto bebê também. Bebe quando? Bebe de noite e hoje. De noite? E hoje. E hoje também? Sim. À đấy, mọi người thấy chưa? Ele tá dormindo. Cảnh sát của Quyết vừa xuống phát là thấy cảnh sát đã báo rồi nha. Ê, Quỳnh con khóc cái gì? Hôm nay Guma nắm ruồi thế. Manu Nelson falou vai te bater, hả? À. À, vậy hả? Rồi, được rồi. Đây, Quỳnh con lại đi một tất đây này. Hôm nay nắm ruồi thế. Ta mui từ về Mosica. Về đây anh. Nào, đi xem nào, đi xem ông Nelson nào. Đấy, đây mọi người nhé. Ông Nelson thì lại, hôm nay lại uống rượu rồi. Phải bị trừ tiền. Còn ông Antonio thì hôm nay đi lên trên phố, đi lên trên công an để lấy hộ chiếu mọi người ạ. Mình đang cho Antonio làm hộ chiếu để đi về Việt Nam. Thế nhưng mà làm hộ chiếu phải đến gần 2 tháng nay rồi. Đóng hộ chiếu làm nhanh, tức là làm 7 ngày, đóng tiền làm 7 ngày. Nhưng mà đến nay hơn 1 tháng rồi trên đấy vẫn chưa đưa hộ chiếu. Đấy, nên ông Antonio đang ở trên đấy, đang đánh nhau ở trên đấy, trên công an ấy. Thế bây giờ đi vào đây xem nào. Đây. Đây, đội trẻ con mấy ông công an của mình vào đây. Rồi. Ông này phải cho một trận. Cho một trận. Mấy đứa trẻ con sướng cười. Nào, xem nào. Để ông ấy ngủ thôi anh ạ. Đây. Để khi nào ông ấy tỉnh rồi nói chuyện. Ông này là cứ phải ta làm cứ thôi, phải áp dụng luật, thiết quân luật. Mấy đứa trẻ con sướng này. Sinh, vai tanh ga dô già. Vai tanh ga dô già, ông Nelson này sẽ bị phạt nha mọi người nhá. À, ông cười gì? Ông Tony. Rồi chúng ta sẽ đi nào, đi ra ngoài nha. Đấy, nỗi buồn của Nelson là niềm vui của mấy đứa trẻ ạ. Ơi. Ta bông. Rồi được rồi. Ông Tony ông bảo bác sĩ ngửi xem đúng cái này là có mùi rượu không. Chúng ta sẽ đi ra nào. Đấy. Camera mình. Camera mình không chỉnh cái độ sáng cho nên đi vào trong đấy nó hơi tối. Rồi, bây giờ chúng ta đi xem nào. Chắc là ông Nelson ông hôm nay ông không làm việc thì ông Tông không làm ở bên kia được. Đấy, bây giờ đi ra ngoài kia xem là các bạn ấy thu hoạch đỗ nào. Maxi hoje já tá bom. Maxi já tá bom. Já, mas de noite duê. Ừ, đã nói Maxi cũng khỏi ốm rồi nhá. Đấy, mọi người các ông khỏi ốm thế xong bây giờ được ông Nelson thì say rượu. Đấy, món cháo thần thánh, cháo đậu xanh. Ăn từ mọi hôm. Cái gì? Xem nào, hôm nay các bạn có món gì đây nào? Antonio Isera de Sinh, ra xa bỉ. Anh cứ đây vẫn còn thịt từ hôm qua đi này. À. Đây là chắc là thịt dê các bạn ấy đang còn đây mọi người. Con dê ngỏm của tỏi bây giờ đang nấu đây này. Đây còn nhiều đấy, còn phải nửa con. Rồi, đi xem nào. Đi mình ra ngoài này đi. Đi ra xem các bạn thu hoạch đỗ xanh đã. Đi nào. Đỗ xanh đợt này là thu hoạch rất là nhiều đấy mọi người ạ.
ngày nào cũng phải đi hái mà cũng mất nhiều thời gian. Có nhiều người nói là kiểu như là mình thu hoạch xong rồi mình nhổ hết lên xong rồi mình để nó khô ấy. Nó thu hoạch kiểu đấy là kiểu của đậu tương hoặc là những cái loại đậu khác. Còn đậu xanh nếu mà mình thu hoạch như vậy nó cũng sẽ khô, nó cũng sẽ mở thôi, nhưng mà cái hạt của nó sẽ bị móp óp lại. Óp và nó nhỏ già thôi mọi người ạ. Nó không đủ được ngon đâu. Mà thu hoạch được. Mới lại công việc của các bạn ở đây chủ yếu là làm nông nghiệp mà. Thì mình cũng phải chăm sóc để thu hoạch cho cái sản phẩm nó phải ngon, phải đẹp chứ. Nên là không thể lười được. Đây là đỗ đen nha mọi người nhé. Đỗ đen nhé. Đỗ đen đang ra quả rất nhiều rồi đây này. Đấy, đỗ đen đang ra quả nhiều rồi nhé cả nhà nhé. Ok rồi. Đi. Đợt này đỗ đen ra quả đúng cái đợt nó ít mưa. Nó đang nắng khô ráo đẹp mọi người ạ. Đây, mọi người sợ ít quả nhưng bây giờ mọi người hãy nhìn đây, đỗ đen đây. Trông khủng bố chưa? Lúc đầu mọi người sợ ít quả nhé. Đó, đây. Bây giờ nó mới đến lúc ra mà, bởi vì là cái đỗ xanh kia bao giờ nó cũng nhanh hơn cái đỗ đen. Tranh thủ qua đây để quay cho mọi người xem, không khỏi vài buổi nữa lại đi thu hoạch đỗ xanh. Bảo trông lúc nào, trông lúc nào mà đã thu hoạch rồi. Đây mà không biết là ra hoa lúc nào, quả chưa quay lúc nhỏ đã thấy lúc nó lớn rồi. Ở đây này, vẫn còn quả đen đây này. Quả đen đen vàng vàng, quả này ta hái cũng được nhưng mà thôi để các bạn để lại đi. Để lại thì để đi. Ở đây như chưa thu hoạch ta, vẫn còn đây quả như chưa bẻ chỗ này. Hôm nay có vẻ bẻ được nhiều rồi thế này. Thì kìa một núi à, một Maria một, sao lại nằm ra thế kia? ngồi sổ. Yeah. Aquí anda tan muy tu Maria. Oh, Fati anda con sinena. Vai. Ở đây nó còn nhiều ác. Okay. Tức là nó kiểu như cái thùng không hết đấy mọi người ạ, thu hoạch mai ali dentro también ya tira. Ở trong kia cũng bẻ rồi. Đây bẻ ra nó đã quắn lại với nhau, nó đã nở ra rồi đây này anh ơi. Đấy mọi người xem cùng nhá. Đó, nó tự nó đã quắn, nó mở ra rồi đây này. Đúng rồi. Nhanh lắm. Đậu xanh này các bạn ấy nếu mà bán nên bán giá mà gọi là đá buôn ấy cho Việt Nam mình mà cái quả của nó to như này mình cũng bán được 2.000 một cân. Trong khi đó nếu các bạn ấy mà bán buôn ở đây cho những cái loại đỗ to của các bạn ấy thì giá sẽ rẻ hơn mọi người khoảng chừng độ 800 đến 700 quan giá thôi. Đó. Thế là nó sẽ có giá trị cao hơn nhé mọi người nhé. Mà cái thời gian sinh trưởng của nó ngắn hơn. Mọi người sẽ thấy là những cái đỗ kia của các bạn ấy bây giờ mới là cái thời gian bắt đầu ngắt ngọn, ngắt lá và chưa ra hoa đâu mọi người ạ. Mà bây giờ đậu xanh mình đã được thu hoạch rồi. Mà đây là chán thì không thèm ngồi ấy. Đây. Você colhe assim? Đây Maria ngồi cũng phải thôi. Đây anh Quyết ra đây xem nào. Ngay nó chín rộ rồi. Đây. Kiểu như hái lá chè ở Việt Nam mình ấy mọi người. Nhìn này. Đó. Chín như thế này này. Đó. Trồng đậu xanh có khi cái công đoạn thu hoạch là công đoạn mất công nhất đấy mọi người ạ. À, lúc các bạn ấy trồng chỉ hầu như là gieo hạt xuống sau và có thêm một công nữa là công vun đất và bỏ phân và vun đất mất có một ngày thôi, mất có một buổi thôi. Vậy mà thu hoạch mất nguyên vài buổi rồi. Đó. Khiếp ở dưới này ruồi nó cắn cái tai con chó ghê thật đấy. Nhìn xót ruột nhỉ. Xót hết cả ruột. Bên này mới có cái bệnh đấy chứ, ở Việt Nam mình làm gì có cái bệnh ruồi. Đúng rồi, ở bên này ruồi nó cứ bâu vào tai chó nó cắn mọi người. Kể cả nếu mà người mình ấy, bản thân nếu mà trẻ con hay gì mà có vết thương nó cũng bâu vào, nó hút máu đấy. Ruồi này là ruồi hút máu. Ở châu Phi này nó có những cái con vật nó cũng đáng sợ. Đấy, đỗ nó chín này. Bẻ nhanh không lại không kịp. Maria, cô me macundi boa. Ontem cozinha? Não, ontem nós não cozinha. Ontem de manhã cozinha, gravar de manhã. Hôm qua không nấu đậu xanh, hôm qua nấu cái món gì? Trời ơi, thế thì không hái nhanh nên thì sao mà kịp? Ui dồi ôi. Bên này chín hết rồi đây này. Chết. Em tao a oji ke como você vai acabar? Vai dormir aqui já? Nhiều lắm mọi người, các bạn hái chứ không kịp. Ui trời ơi, đậu xanh ơi là đậu xanh này.
siêu siêu nhiều quả, siêu nhiều quả chín. Cách đây có vài buổi, đúng là trời nắng nó lại càng được. Đúng rồi, càng nắng càng ấy mà. Nắng thế này mọi người sẽ thấy là cái hạt đậu hỏng là không có đâu nhá. Không có cái hạt đậu ủng độ hạ hỏng như cái buổi đầu tiên nữa đâu. Mình cứ lo, cái hôm đầu tiên đúng cái hôm mình lo là bị nó bị ủng đấy. Nhưng mà may dạo gần đây là nắng khô ráo nhá mọi người nhá. Không bị sâu nữa nhá. Không hề phải phun thuốc sâu và cũng không bị sâu luôn. Đây là cái chỗ mà Maria trồng dày đấy mọi người. Hóa ra là bà trồng dày đang được ăn. Chỗ khán giả cứ bảo trồng thưa ra, cuối cùng là trồng thưa ra. Ông khán giả với lại Quỳnh cũng đồng ý là sợ, cứ sợ bị dày quá. Nhưng cái quan trọng là cái đỗ xanh này là nó thấp, nó là giống đỗ xanh lùn đấy. Lùn. Cho nên là mình trồng khoảng cách như Maria, hóa ra lại hợp lý. Hái mỏi tay luôn đi mọi người nhé. Quỳnh ngồi một tí ở đây hái mỏi tay luôn vì nó khá là dày đây này. Bây giờ nó chín rồi, mọi người nhìn mới thấy nó sai quả, mới thấy nó nhiều. Còn lúc mà nó đang xanh, nó lẫn bên lá, mọi người nhìn thấy nó không được mấy. Nói chung là Quỳnh cảm thấy thu hoạch này hơi mỏi một tay một tí, nhưng mà vui mọi người ạ. Nào, đi lên chỗ ông Tâm xem nào. Có cái để thu hoạch là vui rồi. Ông Tâm, ông khỏe không? Tao không? Tao không? Tao không? Tao không? Già nô tanh mai February. February chân On tanh vô sen nô bè bè dùn tù công Nelson bò rè kè. Đề xa Nelson. Bò rè kè vô sen đề xa Nelson bè bè sô di nhu. Nó bè bè chân bè bè nào. Depois, quan nô bè Nelson bè bè, vô sen tanh kì bè bè công an lì. Dạ, sư vô sen nô bè bè công an lì vô discount tù dinheiro. Nào, nó consegui bè bè. Nào consegui bò rè kè. Đề xa nô bè bè chân. Yeah, depois encontra Nelson bebê. Você tem que ir junto bebê com ele. O bebê morreu. Morreu como? Ele bebê ele não morreu. Ai, eu vou morrer. Ông này ông không uống rượu mà nhìn ông như người uống rượu nhỉ. Trông như đa cù thứ hai. Đa cù. Trông liêu siêu. Você vê, você não e não igual đa cù. Não. Não, você vê cá o corpo, você, igual da cu. Tá mais fininho. Não, já tô fininho, você bebê fica mais fininho ainda. Fazer rápido aí, já? Você tá fazendo muito lento. Pode morrer, já começou muito tempo. Aqui, hoje começa quando? Começamos. Quando foi? 9 horas. 9 horas. Então, hoje tem que acabar, já não deixa mais, já? Amanhã vai rebento. Amanhã vai ter. Amanhã repetir de novo, entendeu, né? Amanhã tem que repetir ali. Entendeu, né? Amanhã também não vamos ver. E no outro aí, que acabar de acabar. Amanhã, então, hoje tem que tentar acabar aqui para que não atrasado. Não, vamos que? Vamos que tem um tempo também para o quê? Agora para as 14 ou 13 horas vamos vir para continuar aqui. Ông Tông này khả năng trong bụng ông ấy nghĩ là trời ơi cái đỗ gì ở Việt Nam mang sang gì mà lắm quả thế. Você já encontrar um tipo macundi igual assim? Tem que colher assim sempre colher. Não. O angolano também mas nem assim, o angolano nem assim. Aquele demônio não sei colher toda hora. Vậy là mình hỏi các bạn, mình hỏi Tông là Angola có nhìn thấy cái giống đỗ nào như thế này không mà bạn bảo không có. Đỗ của các bạn ấy nó ít hạt lắm, với lại cũng không bẻ như thế này đâu. Đây thu hoạch liên tục, mấy ngày liên tục quả này à, đúng là trồng nhiều ông này. Tông đi thu hoạch đậu xanh mà phát khóc lên đi mọi người ạ. Nghĩ bụng bảo hôm nay làm hết, ngày mai nó lại ra tiếp. Mai nó lại chín tiếp. Chắc chắn rồi, ngày mai nó lại chín tiếp là chắc chắn rồi. Thời gian này nó sẽ ít mưa hơn đấy mọi người ạ. Chắc là phải cứ một tuần, hai tuần nó mới có mưa một trận nhỏ đấy, chứ nó không mưa như lần trước đâu. Thế là thời gian này là thời gian thu hoạch đỗ và thời gian tốt để cho đỗ nó ra hoa kết quả mọi người nhé. Ngô thì nói chung thì cũng không bị chậm. Đợt này nó thiếu mưa một tí nhưng ngô nó tốt như thế rồi, nó trổ cờ rồi thì cũng không sợ, không sợ lắm. Nếu như mưa thêm được một vài trận nữa thì ngô thì đẹp, đẹp muốt luôn, đẹp tuyệt vời. Nhưng mà thôi, thời tiết ông trời ủng hộ cho như thế này thì cũng là ok rồi.
cũng là đẹp rồi đúng không? Cái này có khi phải huy động cả trẻ con ra để bẻ, nhưng mà Maxi chưa khỏe hẳn này. Sunny thì lại đang Sunny thì lại phải trông quỳnh con này. Còn Fatima với lại Tony thì Fatty thì ra đây để quần thôi. Bà ấy ra vừa ra đây xong rồi thấy có cái gai xong rồi đi vào rồi đấy. Nhiều quá, nhiều quá. Mình vừa ngồi ở đây có một lúc mà người nghe có vẻ là thấy những cái mùi thịt nướng rồi. Nắng thế nhỉ? Nắng. Maria thông minh đến đây ngồi đúng chỗ mát. Thôi cũng phải biết lựa sức mình chứ. Maria mới ốm dậy mà. Maria già nó tan febri. Nào đó tổ. Già fort đi. Normal. Đấy, thấy chưa? Có một hôm cái là uống thuốc vào cái như thần dược ngay, khỏi ngay. Otru capri tu già moreu. Nào. Tông cười gì? Hả? À, mình phải hỏi các bạn ấy xem là con dê các đã chết chưa. À. Ừ. Em tao em đi ra cà bà được cô mẹ. Đây Maria bảo hôm nay là các bạn ấy cho nhiều đồ ăn lắm, bỏ cho liên tục để cho dê ăn. Nếu không thả ra được thì phải chịu khó cho dê ăn. Lúc nãy xuôi đến thì thấy Maxi đang đẩy một cái xe rùa to đầy cỏ đấy. Em nhìn thấy rồi. Đẹo lúc mình lên mình xem nhé. Lên xem trên chuồng như thế nào. Ui đúng là nhặt mỏi tay quanh quyết là em ngồi nguyên một chỗ xoay vòng quanh. Đúng rồi, nó đang chín rộ mà, nó chín nhiều mà. Es anu mais do que anu passado, né Maria? Mais. Maria cũng công nhận là năm nay nó cũng nhiều đỗ xanh hơn, với lại năm nay mình trồng nhiều mà. Assim tá boa, na tá boa. Tá, tá bom. Tá bom, mas cansado. Cansado, mas já estamos acostumados, doutora. Acostumados? Sim. Já. Segunda suva, tông também, planta mais de macundi, essa macundi, já. Lẽ bảo tông với Nelson, vụ mưa thứ hai thì sẽ trồng thêm đỗ xanh này. Nhưng mà ông Nelson này thì đang sẽ được cho vào liệt vào danh sách đen kiểm duyệt. Ở ngoài đường mà em gặp có khi em nhìn tông tưởng là sẽ là tên nghiện rượu hơn là Nelson, tại vì nhìn Nelson khỏe mạnh sức sống hơn. Thôi để hôm nay chắc là tại vì có dê để ăn thịt đi. Có dê để ăn thịt xong ông lại có mùi, ông lại uống rượu đấy. Khổ quá cơ. Nelson on tan bebe porque Maria. On TV aquí visita él. Bebe un poco. Visita de quem? Visita de nós. Quem é visita aqui? Ontem veio amigo, nosso amigo deu o Antônio. Então Nelson bebe pouco só. Ele ontem bebeu, agora hoje de manhã, quando Antônio foi cidade, porque Antônio foi de novo lá no documento. Ele como ficou com maluco, vendeu um pouquinho e foi aumentar, por isso ele está assim. Ele está tomando fraco. Thôi rồi, ta không bàn tiếp chuyện của Nelson nữa nhé. Cứ để đấy, để xử lý dần ông này, để xem là ông có sợ trừ tiền không nhé mọi người nhé. Đấy. Quan trọng là phải sợ. Quan trọng phải biết sợ thì mới trừ nó mới được. Rồi, chúng ta sẽ xem. Ôi trời ơi. Để nhanh nhỉ? Nhanh này. Đã được một nón nữa rồi đây này. Mas Maria ta tira verde também, né? Não, não estou tirando verde. Só que, às vezes, quando estou tirando, preto e está saindo, não estou deixando no chão. Ok. Tenho que tirar. Em nghĩ là sau cái đợt này nó cũng vãn đi rồi đấy anh ạ. Hai hôm nay là nhiều. Nó đang chín rộ như này này. Xong rồi là ngày mai là nó sẽ vãn đi, nó sẽ đỡ đi, chắc chỉ thu hoạch khoảng 3-4 hôm nữa là hết thôi. Thu hoạch 3-4 hôm nữa là ra nhổ cả cây lên, xong là mình phơi, mình ăn cái quả non đấy, xong để trồng cái cây khác vào. Vâng, vậy thôi. Chứ cũng không bị ấy quá, bị lâu quá. Như thế nó đỡ tốn thời gian nhỉ? Vâng. Hôm nay là thu hoạch đỗ xanh là liệt người luôn đấy. Bởi vì nó nhiều mà. Đang là cao trào này, hôm nay mới đúng vụ này. Hôm nay chính ra mới là đúng vụ, mấy hôm trước là mới thu hoạch lơ thơ thôi.
Có khi Quỳnh phải ngồi đây Quỳnh thu hoạch với các bạn thôi. Ừ, chịu khó đi, cố gắng lên. Tí nữa các bạn đi kiếm lấy một cân để mang về. Tối nay về nấu cháo đậu xanh ăn nhỉ? Ừ, đậu xanh làm giá đỗ cũng ngon lắm. Mình người Việt Nam mình sẽ thích ăn giá đỗ hơn. Mà các bạn thì cũng chưa chắc đâu mọi người ạ. Giá đỗ ngon mà bổ nó tốt đấy. Nhưng mà giờ này thử xem nhỉ, năm ngoái làm nhưng mình không để ý lắm. Đỗ này mà làm giá đỗ thì ngon tuyệt này. Tại vì nó già đấy anh, nó già, nó căng. Thế sao nó lại còn mới? Mới, nảy mầm cứ gọi là... Tưng tưng luôn. Ông cười gì hả ông Tâm? Ông cười gì? Nghe Maria. Nhiều nhỉ? Nhiều lắm. Em ngồi đây nhặt mãi mới đi được ra chỗ khác để nhặt. Tại vì cứ quá là nhiều, quá là chín, quá là dồn dập. Mà hôm nay dễ hơn vì nó khô. Mình bẻ nhẹ phát là nó rụng ra luôn. Cái quan trọng hôm nay nó dễ hơn bởi vì nó chín nhiều, ngồi đã thấy bẻ được rồi. Đấy, chắc hôm nay cả buổi này thì Quỳnh sẽ giúp các bạn ấy, cùng với các bạn ấy sẽ bẻ đậu xanh. Patty được bác sĩ gạ đi ra ngoài này hái đỗ xong tí vào cho một quả dưa chuột to đùng. Như Patty nhỉ? Patty có mẹ pipinu gran gì nhỉ? Pipinu pha là dưa chuột. Dưa chuột to đùng. Cả Sunny cũng được vận động ra nha mọi người nhá. Sunny ngồi trong kia bẻ đã được một đống này. Hôm nay cả nhà làm tóc luôn ấy. Patty cũng làm tóc này. Sunny cũng làm tóc này. Maria cũng làm tóc này. Chắc là sắp Noel rồi anh ạ. Ừ. Trông giống không biết là Noel thì các bạn ấy có đi vào chợ thành phố để đi thăm ông bà không? Hay là ở đây nữa anh nhỉ? Ừ. Noel là một cái ngày lễ lớn nhất ở Angola đấy, như Tết lớn hơn cả của Tết dương lịch. Đúng rồi đấy. Đấy, Fati mút tu bông này, Fati giỏi chưa? Đấy, bẻ được nhiều thế. Rapidu, Fati Trabania mai Rapidu được Manutong. Manutong Trabania Mutulentu, Manutong Sokome. Nào mẹ. Manutong Sogolozu. Fati Trabania Mutu. Lipoi Kome Pipinu Granzi. Nghe bác sĩ động viên nghe mà có vẻ điềm đạm nhỉ anh ạ. Cô Tấm chăm chỉ đang làm việc. Cũng sắp xong rồi đấy. Các bạn cũng làm được phần lớn rồi, Quỳnh chỉ xuống hỗ trợ thêm thôi. Sắp rồi mọi người ạ, khoảng tầm 3 tiếng nữa là xong thôi. Gì vậy anh? Em cứ để mà xem. Còn cái đám đằng trước thôi mà. Còn lâu. Vật qua vật lại từ nãy đến giờ Quỳnh. Từ nãy giờ vẫn ngồi nguyên một chỗ chứ có gì chuyển được đâu. Vâng, vật qua vật lại sợ thật đi nhỉ. Nhìn tưởng không nhiều mà nhiều không tưởng. Patty năm nay so với năm ngoái lớn lắm rồi. Năm ngoái thì ra đây để quậy, nhưng năm nay bẻ đỗ rất là giỏi rồi nhé. Năm nay biết bẻ đỗ. Cảm giác trầm tính khi mà nói rất là nghe lời, biết nghe lời. Năm ngoái ra đây quậy ác lắm. Cũng năm ngoái ra đây cũng bẻ đỗ này. Vâng. Năm ngoái có hội Tony nữa. Ừ. Năm nay thì trầm tính hơn, biết bẻ chăm chú, biết làm thật, ăn thật. Năm ngoái làm chơi ăn thật. On đi. Kìa kìa, mọi người nhìn kìa. Como? À, các bạn ở đây đã có sóng rồi. Rồi,
Bây giờ mọi người nhìn thấy ông thần rượu của chúng ta đã dậy. Nhưng mà vẫn cố để. Cố đấy mọi người, biết mình đến đây cho nên là cố dậy để làm đấy. Taboa, sao được taboa? Fala nu video, xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Tôi tên là. Xin chào. Tên là Nelson. Không? Rồi, ta về. Ông mù. Hả? Tôi tên là Nelson, xin gái. Xin gái. Tôi là Đa Cù. À, vẫn không biết là không phải là Đa Cù à? Ờ. Thôi bây giờ ông đang cầm dao không đùa với ông được đâu, làm việc đi, ông làm việc đi. Ra cô le cô vì đi, cô le ma quân đi đi. Nhá. Ông này ông được cái ông say nhưng mà ông không quậy. Này, say nhưng không quậy nên là vẫn đang được là tha thứ với lại là điều trị dần. Tidaku. Tidaku. Amanya quando bebe sama que ti sumba também, já? À, sa sumba. Hai ông trai ở xóm được gắn ghép trong cái tên này. Một ông là Daku, một ông Sumba. Manu Tông eti Sumba. Nãy Fati cũng bảo Manu Tông là Sumba. Còn Nelson là Daku. Mình tên Caillou này. Tạm biệt cô Lia nhé. Bây giờ là các bạn ấy hái chuẩn bị xong rồi mọi người. Đến cái đoạn cuối đây này. Sunny vừa rủ bác sĩ đi đào được về củ đậu về ăn sướng, giải khát. Cái đấy của Fatty đấy. Đang để dành cho Fatty đấy. Cái Fatty hôm nay lao động nhiều quá nên đang để dành Fatty. Để tí nữa Fatty làm xong rồi Fatty ăn. Đây là củ đậu trồng từ năm ngoái đang còn. Nhỏ xinh xinh à? Giờ nó mới đang phát triển. Sao
Sandy, pega aquí. Sandy đi đây. Maxi đang ở nhà chung em, đang trong kia chung em. Đây, còn một tí chỗ này nữa thôi. Chắc là chúng ta sẽ thu hoạch hết lần này mọi người, hết lần này, còn để lần sau là sẽ có khi nhổ cả cây vào phơi để cho nó ra hạt, thế xong rồi là chúng ta đãi hạt ra. Bởi vì là chỗ này bây giờ nó cũng không còn nhiều ấy, thế xong rồi là đi bẻ mất thời gian lắm. Đợi khoảng tầm 3 ngày xong rồi đi nhổ một loạt nhỉ. Đây, nó còn những cái quả như thế này xanh này mà nó không ra được nữa nha mọi người nhé. Những cái quả xanh này nó còn sót lại thì khoảng tầm 3 ngày nữa là nó chín rồi. Thì hôm đấy sẽ đi nhổ một loạt vào xong là phơi. Ở đây hôm nay vặt cũng hơi lâu vì cái quả nó chín rộ quá, nhiều quá. Nên là mình khi mà mình vặt mình mất nhiều thời gian hơn ấy. Sandy làm một lúc Sandy cũng nản rồi. Tí nữa cho Sandy vào trông em thôi. Bẻ nó sắp xong rồi mà, còn tí này xong mà. Còn một đám nữa thôi. Đã. Phát ti hoa dịch tập băng nha mùi tù nhé. À, phát ti ra ga nha Manu Tông nhé. Ừ. Manu Tông nó mới kể. Căng qua thì. Căng qua đây là con khỉ nhỏ đó. Căng nha ti sung bà. Em Manu Nelson, canh đa củ. Em tông nè, tông nghe đa củ nè. Bây giờ là đội trẻ con là rất là thích là gắn ghép. Ông nào là đa củ, ông nào là tia sung bà. Hai ông đều là ma men của cái xóm này. Còn một tí đoạn chỗ này thôi, mọi người đang bao vây lại chỗ này, Quyết đang ngồi ở giữa. Dạ, brigada nhá. Cảm ơn Fati nhá. Fati giờ cái gì cũng biết vậy. Fati giải lao rồi đấy. Lẽ ra mà Daki, 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 vô casca. Nào, nào, Fati, Fati, Fati. Vô, nào, vô, vô casca para você nhá. Cuidado. Nha, và một con mè nhá. Đây, công sức lao động buổi chiều của Fati là được trả công rồi này. Đấy, tí nữa vào không biết là có còn bụng để ăn dưa chuột nữa không. Và một DVD nhá. Hả Fati? Và một DVD nhá. Không muốn DVD à? Phải là sim. Only the Fati. Fati Esa. Esa the Fati. Qua này the Fati. Fati leva on. Qua này. Fati leva qua. Essa. Oi Essa. Nhận đi. Essa. Por que nào? Essa nào? Essa mai grande này. Không dám nhận đồ to. Đồ to để cho bác sĩ. Cô mù, qua này. Leva qua. Essa. Vần vần mãi chọn. Giời ơi. Đấy. Chia đôi nha, chia đôi với Fati nha. Củ đậu quả này ăn cũng rất là ngon đây này. Quá ok đây này. Đây, đây là trồng từ năm ngoái đấy. Mà sao bé vậy Fati này nhỉ? Năm ngoái trồng vào cái lúc mà cuối mùa khô ấy, cuối mùa mưa ấy. Nó khô nó không lên đấy. Ngon hả? Cháu xin. Cháu xin. Dạ, ok, ngon nhỉ. Sandy ngon nhỉ, rất là thơm nhá, ngọt nhá, còn béo không bị sơ, mà trong khi đấy là trồng từ cuối mùa mưa năm ngoái, mùa khô chứ nhỉ, cuối mùa mưa đầu mùa khô, đầu mùa khô lâu nhỉ, mùi từ tem phụ Fati nào cô mè nhỉ, lâu lắm ấy Fati không ăn củ đậu rồi đấy, ngọt luôn nhá. Bên này nghe tiếng xoạt xoạt của ai đấy? Của Sunny à? Bác sĩ con lô già nhá. Con lô già mà ăn vẫn chậm hơn bác sĩ.
Nhắc đi con nô giáo. Thôi con mẹ đi bà tì ạ. Nhiều phết đấy nhỉ? Vâng. Chậu này đầy luôn này. Mấy chậu rồi mà, một chậu đằng sau anh nữa cơ. Hai chậu. Tay mẩn ngứa. Tay có cả sâu. Để cho các bạn ấy đang làm ngoài kia, bây giờ chúng ta đi vào trong này để xem mấy anh em đang làm gì trong này này. Sunny là thấy mình đi vào là cũng vào để chạy theo để trêu ấy. Xem Quỳnh con nào. Quỳnh con vẫn một tấc. Làm sao hả Quỳnh? Làm sao? Cái gì hả Quỳnh? Ý kiến gì? Hả Quỳnh con? Ý kiến gì? Chào mọi người nào. Chào chào. Chào chào nào. Quỳnh con là bướng lắm. Quỳnh con bướng lắm, bướng hơn Patty nhiều. Chào chào. Chào chào. Chào chào. Đấy, vậy là nhiệm vụ hôm nay là và Maxi yếu hơn, đang còn mệt cho nên là ở nhà chồng em. Sunny Tirauma đi. À, Fati Tirauma đi. Tony nào nhá, Tony Votibate. Nhá. Tony Prigisoza. Nào, đấy. Trả công đấy, trả công nào. Fati Tirauma đi. À, được, Fati nào. Fati vai come me né? Va come comigo depois. Ừ, então Fati vai come con Sunny. Sim, vale. Que é? À, come. Ah, fazer salada, já? Yeah? Não, Tony nào nhá, Tony Prigisoza nào. Come assim. À, Tony bị cấm không cho ăn. Vì lười. Cái gì hả Fati? Da Tony Pukenuso nhá. De poke thank you Trabania nhá Tony. Nào, để Tony bẻ một quả đi. Ừ, tiết ra, ra Tony tiết ra đi. Đấy, à đây, Tony bẻ quả nhỏ lại ngon đấy. Ra, vai lava đi, vai lava. Vai lava. Rồi, entra, entra. À, cái dạng dưa chuột còn rất là nhiều quả mọi người, còn nhiều quả lắm ấy. Các bạn ấy cũng đã còn tiết kiệm, các bạn không ăn đấy. Cái gì? Tira mai um. Xe gà. À đây này, đây. Ra, đây cho quả bé rồi, ăn ăn no quá. Vai lava đi. Ăn củ đậu rồi xoay xong bây giờ lại vào ăn dưa chuột nữa thì có mà bụng nào mà chứa được. Đây là dưa chuột vẫn còn nhiều quả lắm nhé cả nhà. Nhiều lắm. Đây. Mọi người trông nhiều chưa? Toàn quả là quả thôi. Chỗ này này. Nhưng mà đợt này sẽ bị thiếu nước nhé cả nhà nhé. Thiếu nước nên là khả năng sẽ khó phát triển hơn nữa. Vì là không có mưa mấy. Mà các bạn bảo đi ra ngoài suối xanh nước thì không được. Trên này còn quả nhỏ nhiều này, ăn ra này. Nói chung là dàn dưa chuột vẫn còn ok lắm. Nhúc 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 như lợn con luôn. Và là dưa chuột siêu trái luôn đấy. Đấy, Quỳnh con đã xin được một miếng được kia kìa. Quỳnh cái papa. Ừ? Quỳnh ơi. Fati có mẹ mui tù nhá. Sunny rất là thích ăn salad. Thế cho nên là khi mà có dưa là cắt ra làm salad. Tí nữa lấy mấy chị em lại xúc ăn với nhau. Úi. Ok rồi mọi người, bây giờ là các bạn ấy đã thu hoạch xong rồi đây. Giờ chúng ta đi vào. Cuidado với vai cây.
Cái đấy đầy quá, cái sổ đấy chậu đấy đầy quá. Để sao Maria? Cứ phải để Maria nóng. À, ok. À, Nelson vai Aruma tu du coi ra katana ike ensasu. Ya, katana kala. Banyak atong vai traje. Atong vai leva, ya. Đấy. Được hai chậu luôn mọi người, hai chậu to. Hai chậu này nó cũng là nhiều đấy, không ít đâu. Quỳnh bê luôn đi. Úp cái nón xuống là được. Ô, nhẹ cũng không nặng đâu. Ừ. Ok luôn đấy. Nói chung hôm nay thu hoạch được khá là nhiều. Làm việc cũng là hơi bị lâu luôn. Thôi mình đi vào thôi, mình đi vào trong rồi. Quỳnh con thấy mẹ vào nó chạy đến ngay, không thèm ăn luôn. Anh chị thì vẫn đang làm salad. Lại ăn salad à? Đấy, rất là nhiều luôn. Đây mọi người. Này còn cả chỗ đậu xanh cũ nữa này. Đây dồn hai cái này là hai mẻ riêng rồi. Chỗ này giờ khô rồi giờ dồn vào được ấy nhỉ? Vâng. Thôi để đấy thôi, cái đấy giờ để chỉ đấy. Dọn thôi. Còn cái này thì mai mới phơi này. Thử đổ ra. Bây giờ mai không phơi được thêm một tí nhỉ? Phơi gì bây giờ, hết nắng rồi. Đây, sản phẩm đậu xanh của các bạn đây. Không biết là năm nay có được hơn nhiều không? Phải cả hơn Yến. Năm ngoái thì được gần chục cân đấy. Đấy, nhiều nhỉ. À, tôi đi có mẹ kể. Pipinu. Ok, đây mọi người, hôm nay là đi thu hoạch đậu xanh về, thế là xong nhá. Nào, Tu Du chào mọi người nào. Rồi, tạm biệt mọi người. Ok, cháu là gì nhỉ? Fatih. Fati xinh gái tham ăn. Cháu tên là Tony xinh gái. Cháu tên là Tony xinh gái. À, cháu tên là Maxi xinh gái. Cháu tên là Maxi xinh gái. À, Nelson là cháu tên là gì? Chào mọi người. Cháu tên là gì? Cháu tên là Nelson. Xinh gái. Xinh gái. À, ok. Quên hết rồi. Quên hết. Ê giời ơi.